đây nè. Gồm ở với ai? Gồm ở đâu? Trời ơi, mở cầu đá đó. Cầu đá. Rồi ngày nào cũng đi vậy đó hả? Ủa vậy là ông ở Vũng Liêm luôn hả ông? Ông ở Vũng Liêm luôn hả? Ông ở Vũng Liêm hả? Ông ở cầu đá. Cầu đá ở Vũng Liêm. Ờ, cầu đá. Cầu đá ở Hồ Kiều Vũng Liêm mày. Dạ. Thì ai chở ông xuống đây đi như vậy? Đi xe về Vũng Liêm. Dạ hả? Ủa ông tin gì vậy? Hai chiêu. Dạ, ông hai chiêu rồi bên cầu đá hỏi nhà ông là biết phải không? Ông ở nhà trọ hay là nhà của mình? Nhà của mình, cái nhà con nó xíu cái nhà của mình đó. Bên đây cái nhà bán dạo, bên đây cái nhà con nó xíu. Ở nhà của chú, nhà của ông hay chiêu là biết không? Nay ông cụ như cũ ông cụ? Mới cho con chính nè. Dạ. À, ông cụ ở nhà ông mình hả? À? Ông còn con cháu gì không? Cũng dạ. Như còn dòng họ nhưng mà không nhìn ông. Dạ. Dạ rồi thôi vậy cho con xin phép hỏi thăm ông một tí vậy nha, con cảm ơn ông.